Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt một chiếc máy cơ xích Thụy Điển hàng nhái và một chiếc máy cơ xích Thụy Điển hàng chính hãng. Để chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin để các bạn có thể phân biệt được hàng xịn và hàng nhái. Từ đó các bạn có thể là đi mua hàng ở bất kỳ nơi nào, ở cửa hàng nào các bạn cũng có đủ cái kiến thức trang bị cho mình. Có để bạn mua được một chiếc máy cơ xích chính hãng mà không sợ hàng giả, hàng kém chất lượng. Trước mắt chúng tôi sẽ là một chiếc máy cơ xích xịn. Đây chúng tôi sẽ khui hộp chiếc máy cơ xích này cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy được cái máy cơ xích xịn là thùng của nó có màu xanh thẫm. Trên thùng một mặt thì nó sẽ có ba cái nhỏ như thế này. Đấy, mặt sau là nó sẽ có một hình cái cưa như này. Và trên cái thùng này nó có biểu tượng Husqvarna, các bạn có thể thấy được. Đây là cái biểu tượng của một chiếc mắt xích. Đây là dòng chữ Husqvarna, là thương hiệu đến từ Thụy Điển. Đó, các bạn có thể thấy được. Sau đây chúng tôi sẽ mở chiếc máy cưa này cho các bạn xem. Chúng tôi sẽ khui thùng nó cho các bạn xem. Để cho biết trong một cái máy gươm xích mới tinh có những cái gì. Đây, bên trong thùng đầu tiên chúng tôi sẽ lôi ra là có một cái túi phụ tùng. Trong túi phụ tùng này có một chiếc lục giác này, hai chiếc lục giác này. Đấy, một chiếc hoa thị này và một chiếc tròng để các bạn có thể mở buji hoặc mở được những cái ốc lam. Đó, có một quyển sách hướng dẫn toàn bằng tiếng Anh thôi. Có xích, có phiếu bảo hành và cuối cùng là máy cưa. Đấy, các bạn có thể thấy được chiếc máy cưa này chi tiết. Đó, tôi sẽ quay 4 góc cho các bạn xem. Rồi, ok. Và sau đây tôi sẽ mở cho các bạn một chiếc máy cưa nhái. Thì chúng ta có thể so sánh kỹ hơn. Đây là chiếc máy cưa nhái. Nếu mà chúng ta là một cái người mà chưa sử dụng qua cái máy cưa xích ấy, thì rất dễ nhầm lẫn hàng xịn và hàng nhái. Các bạn thấy ấy, rất là giống nhau, hình thức giống nhau 99% luôn, kể cả về góc màu sắc sơn cực kỳ giống nhau. Nếu ai không biết hoặc là chưa làm về máy cưa xích này thì rất là, tôi sợ khó có thể nào mà phát hiện được đâu là máy cưa nhái và đâu là máy cưa xịn. Về những cái thợ nào mà không phải là thợ lâu năm thì cũng không thể nào mà phân biệt được. Đấy, sau đây chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn một số cách thức để các bạn có thể phân biệt được đâu là hàng xịn và đâu là hàng nhái. Đây, trước mắt chúng ta là cái máy hàng xịn đây bên tay trái và cái máy hàng nhái bên tay phải. Chúng tôi sẽ chỉ kỹ từng chi tiết cho các bạn. Trên chiếc máy cưa xích xịn nhá bạn nhá, thì trên cái thùng cắt tông này, trên cái thùng bìa cắt tông của máy, nó sẽ có một cái tem, các bạn có thể thấy không? Đấy, đây là tem. Trên tem có ghi xuất xứ của máy Made in Sweden. Đây các bạn có thể thấy được. Mã vạch, trọng lượng, con này là 7,3 kg. Đây, gross weight 7,3 kg. Model máy là model 365. Số series trên máy 2213. Số series trên máy là để làm gì? Tức là mỗi chiếc máy cưa này sản xuất ra thì nó sẽ chỉ có một cái mã series thôi. Và tất cả các cái dòng máy cưa xích hoặc là tất cả các sản phẩm của Hu thì là cái số series này đều khác nhau, không hề giống nhau. Và các bạn có thể lấy cái số series này so sánh với số series trên máy và so sánh với số series trên phiếu bảo hành. Đó, đây là số series, chúng ta có thể nhớ lại một chút là số series này có số là đuôi là 2213. Đó, bây giờ
chiếc máy cưa xịn nó sẽ kèm theo một cái phiếu bảo hành, và trên phiếu bảo hành thì cũng có ghi, các bạn có thể thấy được cái số seri đấy ạ. Đấy, và thời hạn bảo hành đã được ghi rồi, 13 tháng 6 năm 2017. Tất cả các cái phiếu bảo hành này của hãng người ta bán ra, người ta đã viết vào như thế này rồi, chứ không phải là chúng tôi viết. Tất cả những cái chi tiết này, rồi là series máy, rồi là model máy, thì là hãng bán ra họ đã điền những cái này rồi, chúng tôi không được quyền điền. Đấy. Và cái số series này các bạn sẽ thấy trên cưa xịn nó sẽ có một cái tem nhỏ màu đen ở đây. Các bạn có thể thấy rồi. Lấy nét. Đấy, các bạn có thể thấy được cái tem nhỏ màu đen ấy, là có số series. Trên số series này, trên cái tem này nó sẽ có số series của máy, cũng như là có mã máy. Các bạn có thể thấy không ạ? Hiện nay thì trong cái điều kiện thời tiết, hoặc là trong cái điều kiện ánh sáng nó không được rõ nét, nhưng mà các bạn nhìn ngoài đời thật thì nó sẽ nhìn kỹ được cái số series này nó như thế nào. Đây, các bạn có thể nhìn rõ được. Đây, các bạn có thể nhìn rõ chưa? Rồi, chúng ta có thể... Đây là nếu mà máy quay mà nó không nét ấy, thì các bạn nhìn ngoài đời thật sẽ nhìn thấy. Đây, chúng ta sẽ có một cái tem nhỏ ở đây. Nó vị trí ngay trên cái nắp nhớt này này. Đấy. Thì trên đó sẽ có số series, đó cũng là 2213, được đóng cái tem này gọi là tem sắt. Trên cái cưa nhái không có đóng tem, và nếu có đóng tem thì cũng sẽ không có cái số series như vậy. Số series của nó sẽ không trùng vào cái số series trên máy. Vì cái công nghệ nhái hiện tại tuy là rất là tinh xảo, nhưng cái tiểu tiết như vậy họ vẫn chưa để ý, chưa nhái được như vậy. Đó. Rồi là các bạn có thể thấy được hơi của máy xịn này, bộ hơi của nó, máy xịn, các bạn nhìn đấy, rất là tinh xảo, màu trắng dày, rất là dày, các bạn thấy không? Còn hơi của máy nhái này thì nhìn nó rất là xấu, áp của nó màu đen này, áp này màu xanh này. Đấy, các bạn thấy cái giảm áp này, đây là cái giảm áp màu xanh, đây giảm áp màu đen này. Không những thế mà cái hơi của nó nhìn rất là mỏng, rất là xấu. Nó không được trắng và sáng như kiểu cái hơi của hàng xịn. Các bạn thấy hơi hàng xịn này. Đó. Các bạn thấy ạ. Đấy. Một chi tiết nữa là ở dưới máy cưa, các bạn lật ngửa lên nhá. Các bạn lật ngửa lên sẽ có một cái tem nhỏ ở đây. Tem nhỏ sẽ ghi mã vạch. Đó. Trên đây cũng có số series. Đây các bạn thấy 2213. Các bạn thấy được ạ. Đấy, 2213. Cái bên này không có. Các bạn nhìn ạ. Đó, các bạn có thể thấy được. Ok. Đây, một chi tiết nhỏ nữa thôi, các bạn có thể mà bạn zoom sát lên như mình ấy. Các bạn có thể thấy được này. Cái ốc ở cái tay cầm này, nó là, đây là bên hàng nhái thì nó là ốc tua vít, ốc bốn cạnh. Còn bên hàng xịn này nó là ốc lục giác. Đó. Đây là ốc lục giác, còn bên này là ốc tua vít này, các bạn nhìn thấy chưa? Thì nó có cái ốc tua vít, cái ốc lục giác thì nó ốc, cái lúc ốc tua vít này nó sẽ không được chắc chắn. Rồi các bạn nhìn tay cầm này. Các bạn nhìn chi tiết tay cầm nhá. Tay cầm đây cái dãy rất là rộng. Đúng không ạ? Nhìn rất là thô. Còn cái tay cầm bên này nhìn rất là chắc chắn. Cái rãnh nó rất là nhỏ, nó rất là đều. Các chi tiết làm rất là kỹ, không như kiểu cái hàng tàu, hàng nhái. Đấy. Các bạn thấy không? Rồi, ok. Còn một cái điểm nữa, các bạn tháo lọc gió bên trong. Đây là bên trong lọc gió.
Bạn thấy ạ? Tôi sẽ cậy cho các bạn xem trong nó như thế nào. Rồi. Chúng ta sẽ nhìn vào cái bộ phận chế của máy. Hơi cứng thì cái này nó làm rất là sát. Rồi, hộ nãy em ra. Đây, các bạn có thể nhìn thấy chế bên trong. Cái hàng xịn ấy. Cái hàng bạn view sát rồi cho mình với. Đó. Cái hàng này chế của nó bạn thấy chưa? Chế Big Din. Có chữ Big Din, Big Din đúng không ạ? Bạn thấy chưa? Chế Big Din. Đó, đây là bên hàng nhái, còn bên hàng xịn này. Đó là chế Wobble. Đó. Đây là hai cái chế này các bạn có thể thấy được, một cái chế xịn này giá nếu mà các bạn thay ra có giá bao giờ cũng phải hơn 1 triệu một cái chế. Một cái chế tàu này nó chỉ 200 ngàn thôi, hơn 200 ngàn thôi. Wobble nó là đẳng cấp nhất các về sản xuất chế của các cái dòng máy hai kỳ. Các bạn để ý tất cả các dòng máy máy hai kỳ nhá, tất cả các dòng máy sử dụng động cơ hai kỳ, máy cưa, máy cắt cỏ của Nhật hoặc là của những cái thương hiệu rất là nổi tiếng thì họ đều nhờ bên đều là nhờ bên Wobble gia công chế để họ lắp ráp vào cái máy của họ. Wobble này nó là đỉnh cao là sản về sản xuất chế cực kỳ tốt luôn. Tất cả các dòng máy cắt cỏ Nhật bãi, các bạn Nhật nội địa các bạn có thể thấy được đều là sử dụng chế Wobble hết. Rồi là cưa xích của Thụy Điển sử dụng chế Wobble rất là nhiều. Đời ngày xưa thì là cưa xích 365 này sử dụng chế Yama rất là nhiều. Hiện tại thì bây giờ thay thế tất cả bằng dòng chế Wobble. Đó. Tôi nghĩ rằng như thế này là đủ các bạn có thể là phân biệt được đâu là xịn và đâu là nhái. Và các bạn lưu ý dùng mình là trên thị trường hiện nay ấy, có nhiều đơn vị họ nói là máy cưa xích 365 liên doanh hoặc là máy sư liên doanh Trung Quốc, xin lỗi các bạn, là Thụy Điển họ họ trả liên doanh gai cả. Họ việc gì họ phải liên doanh. Đúng không ạ? Chỉ có cưa nhái và cưa xịn chứ không có cưa liên doanh. Nhái là nhái và xịn là xịn, thế thôi chứ không có cưa liên doanh. Đây một chi tiết nữa tôi sẽ cho các bạn thấy được là đây. Đây là một cái nắp lọc gió nhá, hàng tàu này. Không có một cái gì cả. M Orion này, không có chữ Made in Sweden này. Đây, hàng xịn này có chữ Made in Sweden đây các bạn thấy không? Đấy. Như bạn lưu ý này, lưu ý nhá, mở cái đồ của cái hàng xịn ra ấy, thì chỗ nào nó cũng sẽ có mã vạch, rồi có số, rồi có ghi không xuất xứ, chứ không hề như các cái dòng cưa nhái hoặc là những cái dòng sản phẩm nhái thì họ không có ghi những cái như vậy. Đó. Đây các bạn có thể thấy một lần nữa. Quay kỹ vào máy. Rồi, đây là phần phần đầu máy là các bạn sẽ phân biệt bằng những cái mà thông tin mà tôi đã cung cấp cho các bạn, thì tôi khẳng định các bạn chắc chắn là các bạn sẽ mua được những hàng xịn chứ không sợ gặp hàng nhái. Và một bộ phận quan trọng nhất của cái cũng rất là quan trọng của cái cưa đó là bộ phận lam cưa. Lam cưa hiện nay bị nhái rất là nhiều và nhái cực kỳ tinh xảo. Nếu mà như là những cái thợ mà không lành nghề thì không thể nào mà biết được là lam cưa nhái hay lam cưa xịn. Đây chúng tôi sẽ phân biệt cho các bạn tiếp là đến bộ phận là lam cưa. Ok. Trên tay tôi đây là hai cái lam. Một cái lam xịn và một cái lam nhái. Hai cái lam giống hệt nhau các bạn thấy không? Giống hệt nhau. Đây chúng ta sẽ đi chi tiết vào từ ngoài vào trong nhé. Đây là vỏ của cái lam xịn các bạn thấy không? Rất là cứng, nó rất là cứng và nó sóng.
Còn cái lam nhái này lùm da lùm đùm, nhìn màu rất là dại, bé này. Trên chuôi của trên chuôi của lam xị này các bạn thấy không, có một cái tem nhỏ cũng ghi mã vạch, các bạn thấy chưa? Đấy, rồi đây là sẽ họ sẽ ghi thông tin của cái chiều dài của lam. Đây là lam 20 inch, lam 60 phân, nhưng mà đây họ ghi 50 phân, tức là họ tính là nguyên lưỡi thì là 50 phân, còn nếu mà tính cả chuôi ấy thì là 60 phân. Lam này sử dụng xích theo máy là 36 mắt. Đó. Các bạn thấy trên cái thông số đây nó còn phản ánh là cái độ dày của xích thích hợp nó là 1.5, bước xích là 3/8. Đó, còn lam nhái không có nha các bạn nhá. Đấy, đây là nhìn qua cái vỏ lam chúng ta đã có thể phân biệt được là đâu là lam xịn, đâu là lam nhái rồi. Nhưng mà chúng ta tránh cái trường hợp là đại lý hoặc là khách hàng hoặc là các cái cửa hàng họ nhét cái lam nhái vào vỏ xịn. Đây thì chúng tôi sẽ mở ra và chỉ cho bạn chi tiết luôn này. Lam xịn thì có đấy, lam nhái thì nó có vỏ bọc, nó còn cẩn thận hơn cả lam xịn. Kỹ thuật thì ở cái thủ thuật làm đồ nhái bây giờ nó cực kỳ tinh vi. Đây các bạn có thể thấy hai cái lam đặt với nhau, các bạn thấy không? Isdrup 10 và 10 giống hệt nhau, không khác gì nhau. Tôi khẳng định các bạn, nếu mà thợ mà làm nghề mà non nghề cũng không thể nào phân biệt được đâu là lam xịn đâu lam nhái. Có thể màu lam xịn nó khác, sẽ có màu nó hơi sáng hơn, nhưng mà nó không sáng quá nhỉ, sáng quá cũng rất là dại. Vì lam bây giờ có rất là nhiều đơn vị nhái chứ không phải một đơn vị nhái nhá, các bạn lưu ý. Đấy, nhìn nó lam xịn nhìn rất là lì, lam nhái thì nhìn nó màu nó hơi dại hơn. Lam xịn các bạn thấy dòng chữ không, nó in chính giữa luôn, chính giữa cái thân lam này. Lam nhái này, hơi lệch một chút đấy các bạn thấy không, hơi lệch một chút. Lam xịn các bạn thấy được cái khoảng cách từ đây đến đây, từ đây đến đây nó gần như bằng nhau, nó rất là cân, cái chữ của nó in rất là đặt, in rất là cân và cẩn thận, nó không như cái lam nhái. Đây một mặt nữa các bạn có thể thấy được, bạn view sát đây cho tôi. Đây trên lam xịn các bạn thấy không, có in có dập chìm này, khắc vào đây là các cái thông tin như ở đây made in Canada. Cái lam này nhá, sản xuất tại Canada bạn ạ, nó là của Hung nhưng mà nó sản xuất tại Canada, made in Canada. Chứ nhiều bạn thắc mắc với tôi là sao nó là Thụy Điển thì nó phải là made in Sweden mới đúng, nhưng mà không phải đâu ạ. Thụy Điển nó có nhiều nhà máy lam là đều là made in Canada hết. Bạn nào mà tìm được cái lam nào mà cái chữ made in Thụy Điển made in Sweden thì tôi tặng các bạn một chầu, chầu gì cũng được. Đây lam nhái đây cũng ghi thông tin chi tiết luôn. Cái này thì tôi cũng chả biết hướng dẫn như nào, nhưng mà các bạn có thể thấy được qua cái clip này thì các bạn thấy được cái chữ bên lam xịn họ dập nó sẽ sắc nét hơn. Đấy, bên lam nhái này thì họ không phải là dập các bạn nhá, họ chỉ là in thôi. Còn đây là dập hẳn chìm xuống các bạn nhá. Đó, cái này chỉ là in thôi. À, đây thông tin nó ghi lung tung này các bạn này. Một cái thì 20-50cm, một cái là 20-60cm này. Nghe đã thấy chối này. Bước xích này 0.63 này, đây bước 0.58 này. Một ông thì 1.5 này, một ông 0.6 này, thông tin ghi rất là lung tung. Ông nhái này tôi cũng không hiểu là họ nhái theo cái mẫu nào mà họ ghi lung tung như thế này. Đây các bạn này, bên HN bên RSN. Đấy, được đúng cái chữ made in Canada giống nhau. Đấy, 72DL thì cái nào tôi thấy giống nhau rồi. Cái đấy chắc chắn. Hai cái lam này là 60 này. Ơi, một cái quan trọng nhất là các bạn nhận biết nhá, các bạn nhìn hộ tôi cái đầu thép. Đầu thép đây ạ. Cái bộ phận quan trọng nhất ấy, của cái lam cưa đó là cái bộ phận đầu thép. Cái lam cưa có tốt hay không ấy, thì là phải do cái đầu thép này nó có tốt hay không. Cái đầu thép này nó chịu tải trực tiếp từ cái xích khi di chuyển trên cái lam. Các bạn thì là cái lam cưa xịn ấy các bạn đấy, cái gờ đầu này nó rất là bằng phẳng luôn, rất là mịn đều đấy các bạn. Ôi cái ông nhái này nhìn này, ôi dồi ôi, nó gờ cao ơi là cao nhăm nhở.
Đấy, và các cái đường nó không đều các bạn thấy không ạ? Rất là không đều. Đó. Thì tôi nghĩ là xem xong cái clip này thì chắc chắn thì không có bạn nào đi mua phải cái hàng nhái nữa đâu. Đấy, chắc chắn là chúng ta đã có đủ những cái thông tin hữu ích để chúng ta có thể phân biệt được một cái máy cưa xích, thế nào là cưa xích xịn và thế nào là cưa xích nhái, và một cái chúng ta có thể biết được đó là một chiếc lam xịn và một chiếc lam nhái như thế nào. Nếu các bạn muốn mua cưa, hiện đây là tôi đang, phân tích. À, bây giờ cái công nghệ nhái nó mới đến ở mức độ như này thôi, còn mai sau nó tinh xảo hơn như thế nào thì tôi cũng không rõ. Đến lúc đấy thì chắc cũng phải làm một clip khác hoặc là một cái video khác để giúp các bạn phân biệt được tiếp là cái đồ nhái và đồ xịn nó như thế nào. Để mà các bạn yên tâm nhất khi mà mua hàng chính hãng ấy, thì các bạn nên lựa chọn những cái địa điểm, những cái cửa hàng tin tưởng để các bạn có thể là mua được những cái máy cưa xích tốt. Vì là những cái máy cưa xích này chúng tôi bán rất là nhiều, chúng tôi biết được là khi các bạn mà mua được những cái cưa xích nó kém chất lượng thì dùng rất là khó chịu và mất việc của mình khi mình lên đồi lên rừng, mình cắt mà nó gặp vấn đề trục trặc thì mình lại phải mang về mình sửa đi rất là xa, rất là xa về mới mất thời gian của mình đó. Nên là tôi muốn làm cái video này để giúp các bạn, để chia sẻ với các bạn cách các bạn phân biệt được hàng xịn và hàng nhái, đảm bảo cái quyền lợi của mình. Một cách nữa các bạn có thể yên tâm hơn là các bạn lựa chọn những cái nơi tin tưởng các bạn mua. Có thể các bạn sẽ đến với chúng tôi là công ty máy nông nghiệp Bình Sơn, điện thoại là 0422 499 399. Các bạn nếu mà cần tư vấn về kiến thức về những sản phẩm logistics này thì các bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi, sẽ tư vấn nhiệt tình nhất bằng những gì chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ giúp các bạn mua những cái chiếc cưa nào phù hợp với công việc của mình và mua những cái chiếc cưa nào là cưa chính hãng và cưa nào là cưa nhái. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video này, đã xem hết được cái video này của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các hẹn lại gặp lại các bạn trong những cái clip lần sau. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.